mẹ đi thế được không? Mấy bà cháu này ở đâu mình cũng quen lắm nhỉ? Thế quen lắm rồi mà đâu nhỉ? Thế mới biết được. À rồi, ôi rồi. À Hương lâu lắm rồi nhỉ, còn Hương còn bỏ chức. 208 ở đây, 27. Kiến nghề rồi. Mình bảo cái bà quen thế biết ở đâu. Ăn mới nghỉ được rồi. Ở trên này là nhà hàng đó đúng không? Có thế thì hôm nay đi làm thì ai ai quản làng cho? Dưới này là nhà dưới này cơ mà. Thôi. Thế thì bỏ lâu lắm rồi. À. Thôi nghỉ được rồi. Bà nội bà ngoại. Bà nội bà ngoại đủ hết rồi. Thế là chỗ nào cũng có nhà thì nữa. Ôi giời ơi. Con cái lớn hết rồi, nó chả đi theo mình rồi đâu. Bỏ nghề rồi. Bây giờ là có rồi thì đi chơi thôi. Việt Mai vẫn còn hai con. Bố mẹ già một con, là con một con. Bây giờ. Xe buýt phải lấy hết nhỉ. Nó vẫn còn xe trung chuyển đi qua Trà Lĩnh. Đi bắt khách Trà Lĩnh à? Chưa đến giờ là bây giờ ăn. Tối nay lúc nãy vừa bảo ông dâu bảo nếu mà khách nghỉ bảo ăn thì thôi chỉ sang nhà bên cạnh em đừng làm nữa. Nghỉ ngơi mất rồi đúng không? Ờ tôi cứ cần đi, người ta chờ 9 giờ 10 giờ mưa mà. Những cây này tối nó đẹp này. Cấm bẻ cành. Cấm. Đẹp rồi đấy, bây giờ đẹp dần rồi đấy. Cấm bẻ thì đẹp lên. Cô này tên phải béo cả. Có mà, cứ ngồi đấy, cứ ngồi đấy. Chả sao. Chả qua xem. Tạm thêm. Hồi này tôi còn quay về được không đâu. Bây giờ quay về nhà rồi. Hồi thế. Cần ta cả bèo đi. Nghe làm gì có đấy à. Chả có đâu kiếm được vào à, vào trong khác à.
gì có đâu. Cái cũng được, cho một tí. Này về xong, sân khấu chính ở đây thôi. Đây có gì đâu, có ăn thôi. Đông lắm này, rất là đông, rất là vui đấy. Phải đi bộ 5 cây đấy. Anh kìa. Anh. Cái mà đó quá. Mời họ. Bác ơi, đi tìm chỗ hái hoa. Ở đây là cái chỗ hái hoa nữa. Có đi hái bông nếp thì hái thôi. Hả? Ô, thêm bây là? Tại nè. Ủa thêm mấy hả? Thì biết được biết tử. Người lấy tà lệnh là bên này mà. Tham gần đêm. Mình tham gần đêm. Nắng này tham gần đêm mình ơi. À cần lê tăng giọng lá. Thế là ngoài chắc. Thế quen rồi chắc thế mà. Ừ, quen rồi. Là ngoài à? Là ngoài à? Ừ. Ây dồi. Ôi là đôi diễn viên đi tờ mà này à? Tăng trang điểm vẽ vời đúng nào? Sân khấu đúng nào? Ô, mình cái hôi với mới, ta ai dùng tí tờ cả, dùng bác cả mà. Nó. Bè màng này. Bè màng đấy cũng phù hồi hết. Ui xa này thì nhìn cái gì nhỉ? Ôi giời ơi. Quay phim. Đây à. Có ở đây ông tiền hát đều tiền đều. Tâm léo. Dân là đại biểu đẳng đó mà. Đại biểu thì tiền dân 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 này đúng. Nó dân vào tiền đi. Chưa hát nó rồi. Chưa hát đâu. Thank you.
Đây sân khấu hoành tráng không? Đấy, thuê đấy, mượn đó. Thế đấy. Ôi. Dân nó mượn đấy à? Ơi, ướt hết rồi, ướt hết rồi. Đây, sân khấu hoành tráng không? À. Đây, khán đài đấy. Sân khấu là trên nước luôn. Đẹp không? Đây, nhìn cái dàn ánh sáng hoành tráng không? Đây. Đây là dàn đèn nữa, dàn đèn ánh sáng nữa, này, phải sân khấu hoành tráng này này, thấy không? Thế, đấy, quang cảnh rất là hoành tráng, đông lắm. Mời họ cùng, hả? Đâu cái con diễn viên đường kim là tỉnh vồn đấy, to một người thế ông kim mà đây sao mà sân lại xa đâu nhìn không thấy gió đâu.
quay ở đây mà chụp lại mà. Đây sang bên này. Xem là sao mời được hả? Biết là mời được hay rồi hả? Mời học thì phát với thì đây mình vào mời được học đi. Đây à, đấy học được. Mời bạn bè, mời bạn bè à, xem mời bạn bè, mời bạn bè xem đã gửi hết rồi. Bạn bè xem thì mời đi. Bây giờ là xem thêm hai vị, hai người xem mười ai xem thêm vẫn còn người đấy đúng rồi à, hai được mười loạt nữa để sai lâm vương thảo vương lục thế thế xem rồi thế xem rồi mười thế xem đều mười mười xem đây có xem à mười chưa không mà mười thế à. Đấy rồi. Đó, có 10 cái đây này. Chồng 10 cái này, 2 con người. Thế. Đấy, dàn ánh sáng. Ánh sáng là dài đến 100 mét.